Xin chào các bạn, mình là tên là Quảng Ngọc Như, mình đến từ Bình Thuận. Thì hiện giờ mình đang sinh viên năm 2, ngành ngôn ngữ Anh, trường Đại học Sài Gòn. Mình làm hồ sơ du học ở Mỹ, ngành mỹ thuật ở trường South Seattle College. Hôm nay mình vừa mới đậu visa du học Mỹ, thì giờ mình đang rất là vui. Chị Thúy đã hướng dẫn mình làm hồ sơ, đã chuẩn bị hồ sơ cho mình rất là kỹ lưỡng, rồi hướng dẫn mình cách phỏng vấn, test rất là nhiều lần, thì làm cho mình cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều. Mình còn được tham dự các cái buổi học phỏng vấn của thầy Khôi, thầy Bảo Anh, nó rất là bổ ích. Thì mình có một vài lời khuyên cho các bạn là khi phỏng vấn thì các bạn lúc nào cũng phải giữ nụ cười, bình tĩnh thì là bình tĩnh luôn á. Và nói chung là các bạn ăn mặc sao cho thoải mái, cho là chính mình là được rồi. Mình xin hết.